kỳ 69 giữa Lê Minh Thành và Trần Đồng Tú. Tỷ số 3 set đầu là 2-1 nghiêng về cho Đồng Tú. 1-0. Một hai. Hai đều. Và ba đều. Bóng ngoài, bóng ngoài. 6-5. Ôi ôi ôi. Đừng có la ngay sau lưng người ta. La sang bên kia. La sang bên kia. Như là hù người ta. Năm tám. Chín sáu. Sáu mười.
Trời ơi trời ơi. Bị tỉnh bơ rồi mày. Cân bằng 4-2 đều sau 4 set đấu.